Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của GP Cảnh Vlog Cuộc Sống Nhật mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ đi làm một clip, có nghĩa là mình nay sẽ đi tiếp tục tìm đồ câu cho anh em nhé. Thì mấy hôm trước mình cũng tìm được một cái nhưng mà đến chiều tối ra muộn quá nên là người ta đã bán mất rồi anh em ạ. Thì nhiều anh em rất là nhanh tay, những cái cần mà ngon bổ rẻ thì rất là nhanh tay, nếu mà mình không mua ngay là sẽ mất anh em ạ. Đấy, hôm nay là buổi cái nắng rất là đẹp nhá. Thì hôm nay mình sẽ đấy đi tìm cho anh em xem hôm nay được những cái gì không. Mới xem có những cái gì hay hay để mình quay cho mọi người xem nhá. Thôi đi cùng mình nào nhá. Đây, xin chào tất cả mọi người nhá. Đây, mình đã đi một lúc khoảng độ 15 phút ý, thì mình đã đến một cái tiệm đồ câu mọi người. Thì hôm nay mình sẽ vào đây xem mà có những đồ gì cho anh em không nhá. Nói chung là mình thấy vào đây hôm nay khả năng cũng tương đối nhiều đồ, ít người lắm mọi người ạ. Đây, mình đang đứng ở những chỗ cũng tương đối nhiều đồ câu đây. Mình chưa nhìn thấy cái cần ấy nào đâu. Đây, bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem chi tiết một chút nhá. Đây nó có các cái mồi để bả các thứ của cá chép luôn này mọi người này. Đấy. Nói chung người ta bán sẵn, mình nếu nói chung là mình ấy là mình chửi trộn thêm mấy cái loại này nên mọi người này. Này có đỗ rồi các kiểu này để đánh cá chép này mọi người. Ở đây nó bán gần nhiều tương đối nhiều Việt Nam nhá. Đây. Nó cũng tương đương với hơn 100.000 đến 200.000 một túi này. Nói chung là cá chép các kiểu luôn. Đấy. Đấy, nói chung anh em nào muốn mua thì nhờ mình mua cho nhá. Đây, cả bộ năng C rồi các kiểu này. Đấy. Năng C rồi đây, mồi các thứ kiểu này, này nó có sẵn hết này. Đấy. Được bộ này là rất là chuẩn luôn, đấy. Chung ok luôn, mình thấy là rất chuẩn. Anh em nếu mà anh em có mua cái bộ này thì mình bảo mình mua cho nhá. Đấy, đánh năng C là ok luôn. Quên vừa nãy bảo Nure đánh năng C nhá. Đây, đây là đập vào mắt này, mình thấy mấy cái bộ cần cần này, cần thường ấy. Cũng không có gì là sắc sảo đặc biệt này. Này, ở đây nó bán có mấy cái bộ sủi này anh em này, có nghĩa là anh em khi đi câu cá ấy, thì là anh em cho đây để nó đây cái bộ nọc tạo không khí này anh em. Đây mình thấy cũng không rẻ mấy đâu, nó khoảng từ mấy trăm nghìn đến khoảng hơn 1 triệu này mọi người. Nhìn này. Đây, cái bộ nọc này, đây. Đấy. Tạo nọc mà mình khi đi câu cá là nó tránh trường hợp mà bị cá chết nha anh em nhá. Đây. Này, những cái bộ nọc của nó đây. Mình thấy tương đối là ok đấy. Sang bên này hôm nay là có những chủ yếu hôm nay mình tìm xem có cái cần cũ nào không. Đây. Ở đây mấy có mấy cái tay cần một nữa không có gì được. Chỗ này mấy cái cần thường cũng không có cái gì. Đây, có mấy cái cần loại nhỏ nhỏ rất là xinh nhỉ. Nhìn. Nhỏ nhỏ tí nhìn rất là xinh nhỉ. Đây mình review cho anh em một cái số là cái loại lưỡi câu chuẩn Nhật luôn nhé mọi người nhé. Này. Này cái lưỡi câu của nó cực kỳ là xịn này mọi người. Nếu cái lưỡi bên Nhật này thì thật ra anh em câu ấy không bao giờ no bị và mà là oải mấy ấy rồi nhá, ít lắm. Này. Cái lưỡi của nó cũng tương đối chất này. Nói chung là tầm mấy chục nghìn một túi, 4 5 60 nghìn một túi. Này. Yeah. Mấy cái loại lưỡi từ 1,6 các thứ này. Nói chung là chất đấy anh em ạ. Này. Chung lưỡi bên này thì nói chung là khỏi phải nói. Anh em câu còn là miễn chê luôn các kiểu này. Này. Nói chung là lưỡi màu các kiểu đều có lưỡi này bọc nhựa này, các kiểu này. Đấy. Nói chung là tầm 6 70 nghìn một túi này. Đấy.
lưỡi cực kỳ là chất nhá. Đây các cái lưỡi người ta buộc sẵn này, cái này để đánh cá biển này mọi người, đây người ta buộc sẵn các kiểu này. Nói chung là đây thập cẩm lưỡi các kiểu, nên mình thấy là lưỡi bên này là quá ổn luôn. Đấy, từ loại nhỏ đến loại to các kiểu này. Này nói chung là từ anh em mua về cái tầm như này buộc đánh năng C các kiểu là rất là ok luôn nhá, rất chất luôn. Cái lưỡi nhỏ nhỏ này buộc năng C cũng ok này. Đấy anh em nhìn rõ để xem giá cả các kiểu nhá. Này có thể nó hơi khó nhìn một chút đấy, đây mình sẽ zoom rõ ra một tí. Mấy cái lưỡi lưỡi này chắc để câu cá khủng hay sao, quá to luôn, khủng quá. Rất nhiều loại lưỡi nha. Còn đâu ở chỗ này có mấy cái cần gọi là cần thường đấy mọi người. Đây cần này gọi là đánh vớ đánh vật này là ok. Nói chung ở trong hạng tầm khoảng đủ đây 400-500 nghìn này. Nói chung là cần này cần thường này. Nói chung là để mà câu cá tầm vài cân là ok. Nói chung là cần thường. Đây cái cần như thế này đánh nục cũng gọi là tạm tạm này. Nói chung là đánh nục cũng được. Nói chung là từ 700-800 nghìn này mọi người này. Đấy. Đều ok nhé này. Đấy anh em nhìn xem rõ ok không? Đấy nhá. Nói chung là khóa các thứ ở bên này mình thấy khóa bây giờ kể cả như bên Việt Nam các thứ nó cũng giống nhau này. Đây là mình mới đang quay một cái tiệm đồ câu này, chứ mình tí này sẽ về sang một cái tiệm hôm trước tiệm lớn nha. Chung là còn này là được tạm tạm. Chung là trong giá khoảng độ 700-800 nghìn là cần này là cũng đánh tạm tạm rồi. Này ở đây có một ít cái giá để các thứ đỡ cần này anh em này, dụ anh em để cặp vào đâu là anh em đánh nhá. Này, này các giá này, này to nhỏ đều có nhá. Này chung là xịn tiền luôn. Này nói chung là có giá này. Cái này nó rơi vào tầm 2,1-4 triệu mấy cái giá này. Nói chung là giá ấy cần này các thứ là cũng tùy, từ nói chung là cũng từ đúng là mấy trăm nghìn đến mấy triệu này. Anh em nhìn cái giá rất là xịn sò này. Toàn bằng hợp kim hết này. Cái này của Shimano luôn. Đấy, anh em nhìn là rất là chắc chắn này. Đấy. Đấy anh em nhìn cái giá này thôi chất thì gọi là thôi rồi bà nội ơi. Đâu xem cái này giá bao nhiêu à? Cái này một man mấy mình tưởng nó đắt hơn, là ra là vẫn rẻ hơn. Này các thứ là nhìn này rất là nhiều. Này giá nhìn tương đối chất. Này anh em cắm cần thì không lo bị bom cần tụt cần nhé. Chất thì thôi rồi. Đây ở đây nói chung là đây nó cũng các cái dòng máy từ này, máy nhỏ máy to này, từ máy mấy trăm nghìn đến máy mấy chục triệu luôn này. Này mình chưa đánh cái loại máy đứng này bao giờ này. Này nói chung là máy đẹp thì các thứ nhiều này, tương đối này. Cái này nói chung là này oánh mấy em cá nóc các thứ là đánh nure là ok này. Nói chung là mình nhìn thấy cũng tương đối là xịn sò các kiểu này. Giá cũng rẻ này, hơn 1 triệu nhớ này. Còn đâu bên này mình thấy có rất là nhiều loại cước các kiểu nhá. Đây. Nói chung là cước dù các kiểu, cước dù, nói chung là số các kiểu là đầy đủ hết nhá này. Nói chung anh em mua bên này chọn cái loại câu cước các thứ là chuẩn của Nhật ấy, chứ nếu như bên anh em Việt Nam ấy, nhiều khi nhờ mình mua các cái loại cước ấy, thì là
cứ bảo nhờ bên này tìm loại mua cước Nhật đúng như thế này, nhưng mà thật ra là khó lắm mọi người, vì là nhiều khi là những cái hàng liên doanh bên đấy nó rất là nhiều đấy, nên là tìm cực kỳ là khó luôn. Đây ở đây nó chỗ này nó biểu thị các cái đây, các cái thông số của máy các kiểu nhá. Đây, những cái hãng máy Nasi này, đây nó biểu hiện ví dụ bạc bao nhiêu các kiểu này. Đây, nó đã biểu thị tất cả rồi nhá. Đấy, gì anh em mua cái chọn hãng cái máy ở đây ấy, thì là rất là dễ luôn. Đây nó sẽ có hết này. Đây, sang cái hãng cũng của Ura này, này, này. Nó cũng biểu thị là bạc này các kiểu luôn. Này. Chung là những cái thông số các thứ của hãng này đều có hết nhé. Này. Đây nó có con đá cái thông số từ máy các kiểu như thế nào này. Đây. Chung là dầu mỡ như nào rồi thông số kỹ thuật là đều mà có hết nhé. Nói chung ở bên này máy mà từ khoảng độ đây hơn 2 triệu là mình thấy cũng tương đối là ổn nhé. Đây. Chung là mình thấy là cũng tương đối là ổn này. Máy các thứ của nó là cũng rất là chất lượng luôn này. Chung vào máy nhìn nó rất là đẹp luôn. Chung vào tầm hơn 2 triệu cái máy thì nhìn nó khác biệt rồi. Rất là đẹp này. Đấy bên này nhìn cũng rất là to hầm hố nhưng mà chỉ có khoảng 1 triệu mấy ấy. Có chung vòng ấm các thứ đều bằng kim loại hết nhé. Chung là mình chưa dùng cái loại hai tay quay này bao giờ. Chung là tầm hơn 1 triệu cũng có máy tương đối đẹp này. Chung là nhiều máy cũng chất lượng này. Ở đây là cũng nhiều các loại dòng cước quận này, nó đứng này cứ tầm khoảng độ 500m đến 600m. Đấy. Rất là nhiều dù các kiểu này. Chung dù chìm dù nổi đều có hết nhá. Này. Các loại chính hãng của cước của Shimano đây. Hai cước 2.0 này nó chịu tải được 19.5 này, đang là cái này là 200m. Này. Này là cước 1.5 này, chịu tải được 11 kg này. Nói chung là 11 kg nhưng mà anh em đánh gọi nó thoải mái này. Cũng test tầm ví dụ 2.0 cũng 19,5 cân. Này, nói chung là đây cước cũng 2.0 cái loại cũng cước dù này, này. Chung là 17,6 kg. Nói chung là cước bên này là chuẩn, nếu mà có Shimano thì nói anh em đánh gọi là chỉ không phải lo sợ bị đứt này, các kiểu. Nói chung là cũng nhiều loại lắm, cái cước này cũng cước dù này, ôi nó chịu tải tận 60 mấy cân. Kinh, cước to này, 6 mấy ký, kinh thật. Đấy, chỗ này các cái kiểu mồi giả thì gọi là cái thế giới mồi giả luôn. Chung các nhiều loại tôm cá giả rồi các kiểu luôn. Chung là nó là chùm ở chỗ này. Đấy, những cái đồ giả câu chủ yếu là cái đồ giả này, câu cá giả là các cái kiểu là câu biển đấy mọi người nhá. Đây. Rất là chất luôn. Đấy nói chung là từ mấy chục nghìn đến mấy trăm nghìn đều có nhá. Sau khi mình vào khoảng độ 30 phút thì cũng mình thấy không có cái đồ gì nhiều lắm, với là
chung là mình tìm những cái đồ cũ không có mọi người, những cái đồ mới thì nói chung là không có ít lắm mọi người. Thì bây giờ mình sẽ sang một cái tiệm tiếp theo kia nữa để mình tìm cho mọi người xem nhé. Nay trời nắng ấm cực kỳ đẹp luôn, view rất là đẹp luôn.